sắm Tết cho em Mila ở tại cửa hàng Mothercare tại Vincom ở Đồng Khởi. Đây là khu vực mà mẹ Mila rất là yêu thích, đó là từ newborn mà Mila mặc đồ từ khi Mila mới đẻ cho đến bây giờ. Và mẹ sẽ chọn cho Mila những bộ quần áo đẹp để Mila chơi Tết nha. Ba lê, Mila còn muốn ba lê không con? Nhưng mà đây chỉ là một tháng thôi, mẹ phải chọn cho Mila. Rồi bây giờ Mila mặc đồ 9 đến 12 rồi. Ballet của Mila khẳng nơ. Con này nhá. Ok. Ok. Đây mẹ sẽ chọn cho Mila một bộ xanh nữa. Không có ba lại bảo là lúc nào mẹ cũng mặc cho Mila đồ màu hồng. 9 đến 12 em thảo Mila. Mila con này nhá. À sao mình mua luôn cả nơ hồng nữa. Mẹ chọn cho nơ hồng nơ xanh like cho đồng bộ luôn nhé. Cảm ơn cô. Bộ này là giống cái bộ vàng của mẹ mua cho Mila này, công chúa và thị này. Mua cho Mila luôn để Mila mặc Tết nhá. Ơ sao con giật của mẹ này? Con giật của mẹ. Công chúa Mila. Rồi. Đây có giày xinh cho Mila. Giày hồng cho Mila. Đây là hồi xưa Mila bé tí xíu. Có ngày Mila đã từng vào được đôi giày này mới đáng yêu. Chứ bây giờ con lớn quá rồi, bây giờ Mila đây này. Xăng đan của Mila đây cũng mua ở đây đây. Mẹ mua thêm xăng đan cho Mila nha. Cái chân giấy giấy. Cô chọn giúp mẹ mấy cái xăng đan này cho em được không? Xăng đan mà đi mất mắt. Giải tờ giấy đi. Bây giờ mẹ Let's play. Em mua cho Mila để sau khi mẹ con mình đi ra Hà Nội mình đi biển mình chơi thì mình sẽ mặc bộ vàng. Ok. Yeah. Hãy tự cầm đi. Yeah. Bây giờ chúng ta qua khu vực chăm sút. Ba Mila rất thích mua đồ pyjama cho Mila để mặc ở nhà. Nhưng mà mẹ Mila lại thích cho Mila mặc chăm sút hơn. Bởi vì là chăm sút dễ mặc mà nó mềm mà Mila nhìn đẹp. Mọi người. Ở đây là các loại trang sức các màu.